Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Wow, amazing! Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với một tựa game mà mình còn chưa đặt tên nữa anh em ạ. Ok, và clip ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến với tựa game mà mình đang làm anh em ơi. Đấy, thì tựa game của mình thì anh em nhìn vào anh em thấy lạ lắm đúng không nào? Nó rất là khác so với những cái gọi là clip trước mà mình đã show cho anh em xem. Thì ok, clip ngày hôm nay thì mình đã gọi là quyết định là làm lại map luôn rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy ở phía xa xa không? Phía xa xa bên này là cái map cũ của mình anh em nha. Còn ở phía bên này là cái nơi mà mình chứa những cái đồ để gọi là làm skill này, làm những nhà, đồ cửa, đồ kiếm được chẳng hạn đấy. Thì đây là nơi mà chứa những gọi cái kho của mình đấy anh em ạ. Đấy thì ok. Ở đây thì hiện tại là cái map mới này mình vẫn đang xây anh em ơi, mới xây lại thôi. Đấy, anh em thấy bấm ALT để chạy nhanh nhìn nữa, cái màn hình nó zoom ra nhìn đã không cơ chứ. Ừ. Ok, bấm lại ALT để chạy chậm lại nào. Ok, thì mới xây nên nói chung là nó cũng sơ sài thôi anh em ơi. Và hiện tại thì mình đã rủ được một số bạn ở trong Discord vào để có thể gọi là giao lưu sương sương và gọi là chém nhau xem thế nào anh em ạ. Thì mới vào thì anh em sẽ có 10 đồng nha, và mình nghĩ là mình sẽ chạy vào trong cái Weapon Shop để bắt đầu mua kiếm nha. Rồi, ok, mua kiếm. Ui trời ơi, ông này cái skin gì mà lầu 2 con mắt ra nhìn kinh thật sự. Ok, và mình sẽ vào đây, mình nhấp vào đây và mình mua cây kiếm đầu tiên anh em nha. Vì thật sự là 10 đồng thì chỉ mua được cây đầu tiên thôi. Rồi, ok, bạn có muốn với 10 đồng, ok, accept. Ok, ba sụt sẹt. Và bây giờ thì mình đã có kiếm rồi. Mình sẽ vào trong kho đồ ở phía bên trái này, nhấp vào. Anh em thấy là cây kiếm của mình nó phát sáng không? Ok, mình sẽ nhấp vào để dùng cây kiếm. Rồi, đấy, trời ơi, dáng cầm kiếm này, ôi đứng thở như đúng rồi vậy anh em ạ. Ôi thở gọi là thở như chó luôn. Ừ, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là bắt đầu để chia team anh em ơi. Đã chia team hai bên solo chém nhau gọi là kích liệt anh em ạ. Thì hiện tại theo như mình đánh giá là ở đây có 8 bạn. Thì có Demon này, mình này là 2, ông Duy là 3, Hậu là 4, Ti là 5, Trí Không Tuấn là 6, và Thịnh Gát là 7, và Lòn Tron là 8. Đấy, có 8 người. Thì đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải nâng start lên anh em ơi. Đấy, ui trời ơi, ông nào đứng ở trên không luôn anh em ạ. Thôi kệ, game đang làm đi, nhiều cái lỗ lặt vặt ấy mà. Rồi ok, và mình sẽ nhấp vào. Đây, hãy cho tôi cái blue game và tôi sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe nó khủng khiếp. Ok, thì ở đây anh em có thể thấy được rằng là chúng ta có 4 điểm start anh em có thể nâng. Đầu tiên sẽ là điểm strain này, điểm vật lý này, điểm máu này, điểm phép và điểm mana. Thì theo như mình thấy là điểm phép mình đang làm nên anh em nào mà gọi là nâng thì hơi to nha. Thì mình sẽ nâng full vào điểm đam đi, mình sẽ nhập vào đây số 3. Và sau đấy mình sẽ cộng vào đây. Ok, và đam của mình đã lên rồi anh em ơi. À ấy, trời ơi, cầm cái kiếm này. Đói, chém, anh em thấy animation chém là nó bị kiểu như bị gồng lấy như này. Đói, gồng lên rồi mới chém, anh em thấy không có chém liền đâu. Đói, trời ơi, úi sợ ơi. Ok, và ở đây anh em sẽ thấy có một thanh mana. Đói, mình vừa mới thêm thanh mana này vào để anh em có thể gọi là dùng skill tốn mana này, anh em lướt tốn mana này, hoặc là anh em nhảy tốn mana. Đấy, cái đây là dự định của mình, nhưng mà hiện tại thì anh em vẫn dùng skill không tốn mana em nha. Đấy, hiện tại chỉ có lướt và nhảy là tốn mana thôi. Và bây giờ thì tất cả mọi người sẽ lên ở trên núi này. Trên núi nó có một cái khu vực rất là trống trải để anh em có thể solo kèo gọi là 3v3 với nhau anh em. Solo kèo khô máu đấy. Rồi, gọi là trận chiến sống còn của chúng ta giữa 8 người đàn ông với nhau. Ôi trời ơi, ngày nó căng thẳng không cơ chứ. Và ok, bây giờ thì mình cùng với lại những anh em khác sẽ gọi là bắt đầu chia team nào. Ok, và mình đã chia team rồi anh em ơi. Team của mình sẽ gồm có bạn Demon này, mình này, ông Già Huy và bạn Thịnh Gát anh em ơi. Và mình sẽ phải mời những thanh niên này vào chung team thôi. Demon, ông Già Huy và Thịnh Gát. À wait, you cannot do it. Bởi vì mình chưa tạo team anh em ơi, mình phải tạo team trước anh em nha. Create team này. Đấy, sau đấy mình sẽ mời này từng bạn một. Đấy, đã gửi hết. Rồi. Úi sợ ơi, còn Demon đồng ý đi bạn ơi. Ôi Demon đâu rồi? Trời ơi, mình phải gọi ông này qua.
Đây để mời lại đấy rồi, ok bạn đã chắc bấm nhầm rồi, vậy là team mình đã chung team với nhau hết rồi anh em ơi. Và bây giờ thử chế mình nào, đấy không mất máu, ok không mất máu, ok rồi không mất máu nhau hết rồi. Và bên kia sẽ gồm là bạn Kitty này, bạn Viết Không Tuấn, bạn Lòn Tròn và bạn Hậu của anh em nha. Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là chuẩn bị cho trận đấu gọi là sống còn anh em ơi. Ok và trận chiến chuẩn bị xảy ra anh em ơi, và mình sẽ bấm nào, chán nào, ba hai hai một và bắt đầu. Ok chạy chạy chạy, ôi bên kia chưa về tôm skill rồi. Ấy sợ hụt rồi anh em ơi, hụt rồi chạy 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 chạy, quay dễ gì giết được mình bạn ơi, bạn gì ơi, ấy hụt, ô dính 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 dính, bạn ơi dễ gì giết được mình bạn ơi, vào vào để chém chém dạy xương xương nè, ấy ấy ý tí thì dính, mình vẫn chưa mất giọt máu nào anh em ạ. À, khá là xịn sò cũng bo. Ok mình sẽ qua đây mình chém bạn Hậu vậy. Ai dao chém đâu tí anh, mày Hậu mày Hậu mày này Hậu, ai chém đâu anh em ơi, chạy 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 chạy, mình còn có tí máu à bãi nồi. Ôi ok mà mình đã chết rồi anh em ơi, quá là đen luôn. Ok rồi còn bao nhiêu người trên kia nhỉ, rồi hai chết à, mình sẽ chát ở bên không chát này chứ, đây đây ok mình sẽ lên đây mình đứng mình xem thôi anh em ạ. Chưa gì đã chết rồi anh em, mình chém đúng là đau thật anh em ạ. Ok rồi ai chết rồi là phải đi ra ở ngoài anh em ạ, để cho những người kia gọi là à đứng solo ấy. Rồi ok ở bên kia vẫn còn rất là nhiều người, mình không biết à bạn Hậu chết rồi này. Ok đứng đứng qua đây luôn, đứng qua đây luôn. Ôi ơi còn rất là đông luôn, mới chết có hai người anh em ạ, và không biết được rằng là ai sẽ là người chiến thắng đây anh em ơi. Ấy trời ơi mình thấy ở đầu kia là gọi là chém nhau chí chế rồi, bạn Lon Tron này chắc là yếu máu lắm rồi đây. Ôi dính máy hít rồi anh em ạ. Anh em thấy là đứng đây coi khá là xa anh em ạ. Ấy mình đứng lại gần 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 tí nào, trời ơi mấy ông di chuyển hết qua bên kia sao mà thấy, trời ơi khổ lắm cơ ấy. Rồi mình sẽ lại gần một tí anh em ơi, chứ đứng xa quá anh em không thấy đường rồi, đi xa tí không đi qua hết bên kia vãi nồi. Rồi ok ôi bây giờ là thay vào chém nhau rồi anh em ạ, hình như là hết mana rồi, bắt đầu là chém nhau luôn rồi. Ôi Demon còn rất là ít máu anh em ơi, Demon còn rất là ít máu luôn. Ôi các thanh niên vẫn đang lấn lướt lẫn nhau rồi, trời ơi ấy da Demon đừng chết Demon ơi. Nếu ai dạ trời mình đứng ngồi mình cũng bị dính đam à. Ôi rồi ok và mình vừa thấy ai đó nằm xuống anh em, mà Demon đã nằm xuống rồi, chỉ còn lại Thịnh thôi, Thịnh và với lại ui rồi Thịnh với ông giờ Huy là vẫn còn sống anh em ạ. Hai thanh niên đầy cái máu luôn, 2v3 à đâu cái này là một hai ở mà 2v3 anh em ạ. Còn Kitty gần chết rồi, Kitty Kitty liệu có còn sống sót được không. Ui ơi Hậu đã mất đóng máu, Thịnh đã mất đóng máu anh em ạ, vãi nồi thật. Ông Kitty là ông nhai thật sự. Ông còn tí máu mà ông sống dai vãi nồi ạ. Vãi nồi đấy hiểu sao. Ui ui Thịnh bị dính mấy đòn luôn, đen thế. Vãi nồi, Kitty gần toang rồi. Ông vô hy lao vào, lao vào chém nó đi chứ hả. Trời ơi bếp né của năm, bếp né của năm anh em ơi, chém đá nãy giờ không chết anh em ạ. Vãi nồi, vãi nồi còn tí máu mãi không chết này, cay thật sự. Ok trong khi đấy thì team của mình đang dần mất đi rất là nhiều máu anh em ạ. Rồi càng ngày mấy ông càng gọi là đi ra ngoài khu vực luôn, vãi xít cả. Ôi chém thế này thì thế nào mới xong. Ok hiện tại bên mình chỉ còn lại bạn Thịnh Gát và ông giờ Huy thôi, bên kia thì còn tặng là Kitty này, Viết Không Tuấn và cả Lon Tron nữa cơ ấy. Chém rất là nhiệt tình rồi, ui ui Thịnh còn một tí máu, Kitty đã chết rồi anh em ạ. Kitty đã chết rồi và chỉ còn mỗi lại 2v2 anh em ơi, chỉ còn lại Thịnh, Lon Tron, Viết Không Tuấn và ông giờ Huy. 2v2 ai sẽ người chiến thắng. Ông giờ Huy đã còn rất là ít máu rồi, ui Lon Tron dính hai hit, ai da đau 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 đau. Mình đứng ngồi mình gì mà cũng dính đam nữa anh em ạ. Viết Không Tuấn gọi là né skill rất đỉnh khi mà anh còn rất là nhiều máu luôn rồi. Thịnh to, Thịnh to, Thịnh ơi no, Thịnh ơi đừng chết. Rồi thôi xong rồi, vậy là giờ còn 1v2 anh em ạ. Giờ thì xong phim ông Duy rồi, xong phim ông Duy rồi. To là liệu ông Duy có thắng được hay không, cố lên giờ Huy ơi.
Ôi trời ơi, hai cái skill nó đánh vào mặt thế thì gọi là né bằng mắt luôn. Cố lên anh em ơi, cố lên. Anh em tin tưởng ông Huy, mọi người tin tưởng ông Huy. Kiểu này toang rồi anh em mà biết không, Tuấn Hồ lại đầy cái máu luôn. Rồi biết không, Tuấn quyết định là áp sát rồi anh em ơi. Đã bắt đầu áp sát rồi, và trong khi đấy ông Huy coi bộ là hơi toang rồi anh em ơi. Hơi to, ui rồi nhảy 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 nhảy, ui ơi ui ơi. Rồi biết không, Tuấn đầy cay nè anh em, lon tròn thì gọi mắc xíu, rồi đấy ông Huy thì gần chết trên nơi vãi nồi ạ. Qua bộ toang quá anh em ơi, kiểu này là dễ thua rồi. Ui rồi lại mắc thêm khúc máu nữa rồi. Đen tê, cố lên, lướt vào lướt vào. Ui ui ui, ôi mấy ông này nhanh thật sự anh em ạ. Vãi nồi rồi, tôi toang rồi ông Huy ơi. Rồi xong rồi biết không, tôi quyết định lao vào chém thường luôn anh em ơi. Nhưng mà chém thường nó khá là khấm lọ khi mà anh em bị giảm tốc độ anh em nhé, tốc độ di chuyển của anh em sẽ bị giảm khi mà anh em chém thường nhé. Ấy nên đâm ra là nó hơi toang ấy, chỉ có nước anh dùng skill thôi. Trời ơi, ấy da rồi ông giờ hơi toang rồi. Ai rồi thôi xong. Ok, và phần thắng thuộc về team của Viết Không Tuấn, Lontron, Kitty và Hậu anh em ạ. Quá là đen luôn rồi, ôi. Ok, thật sự là quá là đen anh em ạ. Team mình đã cố gắng hết sức rồi. Ok, và anh em thấy gọi là game của mình đang làm nó như thế nào? Đấy, những bạn gọi là đang trải nghiệm game, đang vào chơi game này, anh em thấy có hấp dẫn không? Đấy, chém nhau theo có ok không? Thì sắp tới mình sẽ làm thêm rất là nhiều skill cho anh em chém luôn. Đấy, hiện tại mình mới làm một skill đấy thôi. Đấy, mình thì nhiều bạn hỏi mình rằng là khi nào game anh ra, thì thật sự là mình nói luôn là game của mình sẽ mình không biết được khi nào là ra, bởi vì mình còn phải fix rất là nhiều lỗi, vì anh em chơi game là anh em không bao giờ muốn bị lỗi, đúng không anh em? Ấy, mình cũng vậy, mình cũng như anh em vậy, mình không muốn game mình nó lỗi thế nào cả anh em ạ. Bởi vậy nên những anh em nào mà gọi là đang hóng game mình thì anh em ráng chờ nha, vì thật sự là muốn game hay thì muốn game không lỗi, muốn game hay thì chúng ta phải tốn nhiều thời gian, đúng không anh em? Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, và xin chúc mừng đội của bạn Viết Không Tuấn, Lontron, Demon và Bận Hậu đã chiến thắng cái cuộc thi này anh em nha. Ok, và sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ mở một số bản test cho anh em, gọi là vài người vào chơi thử anh em nhỉ. Anh em nó chém thường này, ôi trời ơi, nó sẽ bị giảm tốc độ anh em ạ. À, nên đâm ra việc chém thường trong PvP nó khá là khó khăn anh em ơi. Ok, và bye bye mọi người, và chúc mọi người vui vẻ. Bye bye, nhớ like và subscribe đấy nha.